Đây đây là mì nè, mì này thì làm sao mì gói cả nhà. Chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập về quê rồi cả nhà. Hôm nay về quê Mộc ăn món mì xào hải sản nha. Mộc mời cả nhà thưởng thức với Mộc nha cả nhà. Đó, hôm nay là hưng đồng gió nội cả nhà. Vật dụng gia đình thì nói chung nó cũng đơn sơ nên nó không có gì đặc sắc. Nên cả nhà đừng có chê Mộc nhé. Đó, khung cảnh bình yên nha cả nhà. Đây, ở đây thì Mộc xào 4 giấc mì nha. Với lại 1 kg mực nang cả nhà, mực nang loại nhỏ, với lại nửa ký tôm nha, rồi rau củ nè, cái này là bông cải nè cả nhà, rồi cà gót nè, rồi cần tây nè, đó, rồi mập ăn với nước tương nha cả nhà, rồi mập mời cả nhà ăn với mập nha. Đây đây là mì nè, mì này thì mập sao mì gói cả nhà. Hơi gạt. Mực này cả nhà, hơi lạc cả nhà. Mình cắm nước tương ăn, rồi vừa ăn. Hôm nay Mập uống nước đậu đen ngòm xanh. Khủng bố, khủng bố. Mập đang ngồi ở ngoài giường á, ở ngoài bếp, bếp sau nhà nên có hơi hơi có ruồi cả nhà. Trang dấu vừa ăn rồi đó, làm giờ mặt hết trang lên luôn. Cái này là nước tương tỏi ớt, chua ngọt. Nè, đó. Mập về quê bữa giờ nên không có ra clip luôn nào. Về quê có việc. Gà gáy cả nhà nghe không? Mập cố gắng sắp xếp để ra clip thường xuyên cho cả nhà xem, để cả nhà quên Mập luôn hết. Mực giòn ngọt mấy cả nhà. Mực ở dưới đây thì mua có 160 một ký à. Một lan á. Một tôm á, nửa ký có 100 ngàn. Tôm này tôm sú luôn á, sú nhỏ.
để mì gà, mì xào hải sản siêu chất lượng nha cả nhà, quá trời topping luôn. Chán thì chứ. Không cả nhà. Bực. Trước khi ăn ha, là mập đốt nhang mũi, mập chấm dầu gió xanh, tại nghe nói là con ruồi nó sợ cái dầu gió xanh đó cả nhà, để nó bâu vô, chị mà cũng không tránh khỏi nó. Mì nè. Vô mùa mưa đó cả nhà, hôm qua ở đây cũng mưa quá trời luôn. Nhưng mà dưới đây á, mưa hay nắng cũng không có nóng nữa nhờ, mát lắm. Có cây có cối á. Ngon. Ngồi đây nè. Gió mát nữa nè. Tôm à, tôm xay nhỏ nhưng mà không ngọt thịt lắm nha. Nhức nách. Cài quá, ăn ớt. Đã quá cả nhà. Ôi. Mẹ mập đều nghệ ghê không. Con mực cắt ra để băm tiểu hoa đó.
cái bông cải đó nha. Có nhiều người ta kêu là súp lơ. Ngon. Nào. Ngon lắm. Mực nang là siêu giòn á. Có hành tây vô đó nha, nó thơm, nó hăng hăng, với lại nó kích thích vị giác mình đó, ăn ngon lắm. Nó dễ chúc mừng năm mới luôn, nó ghê không? Nãy phải mập để cái chữ trên đây. Để ngược rồi. Quá phê luôn. Nhà quê nè, ở trong á là bếp nấu đồ ăn đó nhờ, nấu bằng ga. Còn sau đây là bếp củi để nấu nước á, mở vào đây là mát. Thank you.
No nê cả nhà. 4 giấc mì, 1 ký rưỡi hải sản, là 1 ký mực nang đó nha, với lại nửa ký tôm nữa, rồi rau củ nữa, hơi bị phê cái dĩa này luôn á. Quá đã luôn cả nhà. Ăn ở đây á, ăn trên Sài Gòn mà ăn cái đĩa này á, bổ một chứ ở đây bổ hai ba nghe cả nhà. Tại vì mình hít thở không khí trong lành ở quê nữa, rất là đã luôn. Thì hôm nay cái nhà hôm nay thì Mập ăn về quê nha. Nhân tiện về quê thì Mập có làm một một đĩa mì xào hải sản ở nhà, siêu hoành chén luôn nha, siêu đặc biệt luôn nha. Thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ Mập cái món mì xào hải sản hôm nay cả nhà. Với lại đừng có buồn Mập, tại vì bữa giờ Mập bận công chuyện á, nên Mập ra clip cũng không có được nhiều á. Thì để Mập cố gắng Mập ra clip mỗi ngày cho cả nhà xem nha. Còn nếu không được thì cả nhà đừng có giận Mập nha. Nhưng mà Mập sẽ cố gắng hết mình. Đó. Thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ Mập, đừng có bỏ rơi Mập nha cả nhà. Mập ra clip thì Mập mong là cả nhà sẽ xem nha. Thì hôm nay Mập ăn mì xào hải sản á. Cả nhà có muốn góp ý gì về cái món hôm nay nè, rồi cái cách Mập ăn nè, rồi cái muốn góp ý gì về cách nói chuyện của Mập hay là gì đó, rồi bình luận phía bên dưới phần bình luận để Mập biết, Mập hoàn thiện hơn vào những clip sau cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon nè, hấp dẫn nè, thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà cả nhà đang xem clip này mà chưa đăng ký kênh á, mà mới biết tới kênh của Mập á, thì nếu mà thấy clip hay nè thì đăng ký kênh ủng hộ Mập với nha. Rồi nhớ nhấn cái chuông cái bên dưới đăng ký để mai mốt mà YouTube thấy Mập ra clip á, YouTube sẽ thông báo điện thoại cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, một kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.